Vâng, xin kính chào các bác và toàn thể anh em. Hôm nay lại tiếp tục lên sóng để giới thiệu đến các bác và anh em một cái mẫu dây loa mới phục vụ cho những anh em chuẩn bị hàng Tết. Tiếp tục các cái video giới thiệu về các cái dòng dây loa. Vâng, trong những video trước thì em giới thiệu về các cái mẫu dây loa chủ yếu chỉ có 2 lõi hoặc nhiều lắm là lên đến 8 lõi thôi. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác và anh em một dòng dây loa có rất nhiều lõi luôn, lên đến tận 20 lõi cơ. Dòng dây này cũng của hãng Hitachi. Cũng của hãng Hitachi các bác và anh em. Đấy, thông số của dây đây ạ. Cũng của hãng Hitachi. Hai cái mẫu dây này thì em vừa mới lục được ở trong kho đâu. Vì nó nằm ở tận dưới nên là không có biết. Giờ em mới lục được ra. Xin giới thiệu luôn đến các bác và anh em. Thì những bác và anh em nào mà thích cái dòng dây loa mà có nhiều lõi thì đây là một sự lựa chọn cho các bác và anh em. Hai dòng dây loa này tuy nhiều lõi nhưng nó có cái giá khá là mềm, để các bác và anh em có thể lựa chọn một cách rất là ưng ý. Cuối video thì em sẽ giới thiệu giá của nó. Sợi dây tuy nhiều lõi nhưng mà rất là mềm các bác. Rất là mềm ạ. Đây, lõi của nó đây các bác. Nó có đến tận 20 lõi cơ. Dây thì khá to, nó phải bằng ngón tay út của em. Vâng, em sẽ tước cái vỏ của nó ra để các bác và anh em cùng thấy cái lõi phía trong của nó. Đây. Khá là chặt. Đây, lõi của nó cực mềm luôn. Rất là dai. Sau cái lõi của nó vẫn như thường lệ, giống như dây của người Nhật, đó là một lớp giấy chống ẩm, giúp cho sợi dây luôn khô, đảm bảo cái chất lượng của đường truyền luôn ổn định. Sau lớp chống ẩm thì vẫn như thường lệ, đó là những cái sợi dù với cái mục đích để cố định các cái lõi dây này không bị xê dịch ở trong vỏ của nó. Các sợi dây thì luôn được xoắn lại với nhau để có khả năng chống nhiễu cực tốt luôn. Đó này, số dây, số lõi của nó các bác này, 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20 lõi các bác. 20 lõi. Em sẽ tuốt luôn để các bác thấy được cái lõi phía trong của nó luôn. Vâng, em tuốt một vế để các bác và anh em cũng thấy nữa. Đây lõi của nó đây. Cũng là đồng mạ bạc. Một vế của nó khi mà xoắn lại thì nó được khoảng 2 ly đến 2 ly rưỡi các bác. Dạ. Khi mà bác mua dây thì bên em sẽ thường là sẽ xoắn một vế lại 10 lõi này cho các bác. Và đấu phân biệt cực âm và cực dương để khi về các bác
sử dụng nó thuận tiện, không phải đấu nối gì nữa. Sợi đồng thì khá là nhỏ, khá là mịn luôn. Đồng này thì nó thiên về, với cái dây này thì nó thiên về các cái dải cao các bác. Nếu các bác và anh em thích dải cao thì các bác chọn dòng dây này, nó thiên về dải cao nhiều hơn. Hiện tại thì bên em đang bán với mỗi mét dây của cái dòng dây này, bên em đang bán với giá là 90.000 một mét dây nha các bác. 90.000 một mét với cái dòng dây này. Dây 20 lõi, lõi dù. Còn phía đây là một cái dòng dây khác cũng của hãng Hitachi. Nãy em đã quay cho các bác và anh em cũng thấy. Em cũng cắt luôn cái lõi vỏ của nó ra để các bác thấy cái lõi của nó phía trong luôn. Đây, em cắt ra rồi đây các bác. Khác với dòng dây trước thì dòng dây này nó có bọc một cái lớp áo bọc phía ngoài chống nhiễu. Còn cái dòng dây này thì nó không có nghe các bác. Các bác để ý dùm em chút ạ. Nó cũng là 20 lõi cùng của hãng Hitachi. Cỡ dây thì cũng gần như là bằng nhau thôi. Nhưng một dòng thì có lớp áo chống nhiễu bọc phía ngoài và một dòng thì không có. Sau cái lớp áo chống nhiễu này thì cũng là một cái giấy để chống ẩm, cũng giống như sợi dây kia thôi. Rồi chống ẩm, nhưng mà khác dây kia thì nó có sợi dù, còn dây này thì không có sợi dù. Đây cũng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, cũng 20 lõi luôn các bác. Này, cũng 20 lõi. Em tút luôn để các bác thấy cái lõi phía trong của nó. Này, lõi của nó đây các bác. Cũng là đồng mạ bạc, sáng bóng luôn. Nhưng mà dòng dây này thì nó cứng hơn một chút. Cái lượng đồng của nó nhiều hơn, lượng bạc còn ít hơn. Nên dòng dây này nó sẽ thiên về cái dải trầm, dải bát nhiều hơn. Nếu các anh em và các bác thích cái dải trầm thì đây, dòng dây này phục vụ được, đáp ứng được cái yêu cầu của các bác. Còn với cái dòng dây này thì nó thiên về dải chép, dải cao nhiều hơn, sợi nó mềm hơn. Còn dây này thì sợi nó cứng hơn vì nó nhiều đồng hơn. Khi mà xoáy vào thì nó được khoảng 2 ly rưỡi các bác. Dòng này thì nó có lớp áo phía ngoài chống nhiễu. Và với cái dòng dây này thì bên em cũng đang bán với giá là 90.000 một mét nha các bác. Vâng, hai cái dây thì giá nó cũng giống nhau thôi, nhưng nó có khác nhau về một chút về cái giải âm mà nó truyền tải. Thì cái này nó sẽ là âm trầm, còn cái dòng này thì nó sẽ là thiên về giải cao hơn, thì tùy các bác và anh em lựa chọn. Ngoài ra thì bên em cũng có các cái đầu rắc như là rắc mỏ chim, rắc bắp chuối, rắc càng cua để phục vụ các anh em mà muốn đấu nối các cái rắc để cắm vào các âm ly hay là các cái loa của bác. Thì nếu các bác và anh em muốn đấu nối những cái rắc nào thì vui lòng liên hệ với em để bên em sẽ phục vụ các bác và anh em. Và anh em thích cái dòng dây nào thì cũng liên hệ với em qua số điện thoại 0983 593 826 em để trên màn hình. Vâng, cảm ơn các bác và anh em.